hôm nay Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang điểm với son màu đỏ. Vậy thì trang điểm son màu đỏ làm sao để trông thật tự nhiên, trẻ trung và không bị già? Vì thông thường mọi người đánh son màu đỏ thì rất là già. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Sau bước kem dưỡng da là bước kem nền. Mình sẽ lấy một lượng kem nền vừa phải. Sau đó sẽ chấm đều các điểm lên mặt. Bước tiếp theo là kem che khuyết điểm. Bởi vì mình rất hay thức đêm, vì vậy kem che khuyết điểm đối với mình là rất là quan trọng. Mình sẽ che ở phần quầng thâm. Sau đó sẽ dùng miếng mút ban nãy, chúng ta sẽ dặn. Bắt đầu mình sẽ sử dụng kem Sardin để làm cho gương mặt được thon gọn hơn. Mình sẽ bôi ở xương quai hàm. Hai bên sống mũi để giúp cho chiếc mũi được cao hơn. Cuối cùng là phần nén. Mình sẽ dùng phần nén và phủ toàn bộ khuôn mặt. Nếu như các bạn đánh với son đỏ thì nhớ là màu của lông mày chúng ta phải sử dụng màu tối một chút, chứ không nên sử dụng màu nâu quá sáng. Mình sẽ vẽ theo dáng sẵn có của lông mày. Trước tiên mình sẽ sử dụng chì kẻ eyeliner và kẻ viền mắt màu đen. Đuôi chúng ta sẽ hấp nhẹ lên một chút. Tiếp tục mình sử dụng nâu đen đánh ở phần đuôi mắt. Màu thứ hai mình sử dụng màu nâu nhạt hơn màu ban nãy một chút. Chúng ta sẽ phủ vào phần góc mắt. Màu cuối cùng mình sử dụng màu nhũ vàng và đánh cho phần bầu mắt. Chữ vàng chúng ta đánh vừa ở phần dưới mắt. Bây giờ mình sẽ dùng kẹp mi và bấm cho hàng mi được cong vuốt lên. Tiếp tục mình sẽ sử dụng mi giả và gắn lên để cho hàng mi trông thật là long lanh.
khi đánh má các bạn hãy cười lên và mình sẽ đánh vát về phía mang tai. Bây giờ chúng ta sẽ đánh son. Môi dưới các bạn nhớ đánh dày hơn một chút.